Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Lào Cai ngày mới thứ bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều địa phương vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai, để khơi dậy được tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững đang thực sự là những thách thức lớn với nhiều cấp ủy và chính quyền các địa phương. Xóa bỏ lối tư tưởng canh tác lạc hậu, tự cấp tự túc với sự cần cù bền bỉ vượt qua bao khó khăn thách thức của tự nhiên khắc nghiệt. Người dân vùng cao giờ đã có thêm những mùa vụ bội thu nhờ vận dụng những phương thức canh tác mới, chuỗi liên kết với doanh nghiệp để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, giờ cũng thực sự được người dân quan tâm hơn. Ở phần sau của chương trình thì mời quý khán giả cùng tìm hiểu về hiệu quả từ hướng sản xuất lúa giống ở xã vùng cao Lùng Vinh, huyện Bắc Hà. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với những tin tức ngày mới. Những tin chính có trong mục chuyển động ngày mới: Lào Cai, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Quản lý phương tiện cá nhân vào khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Trịnh Tường phát triển vùng trồng rau an toàn. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 xã Nản Sán, huyện Simacai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ hòa bình tổ chức chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Đồng hành cùng phụ nữ biên cương là chương trình được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trong cả nước nhằm khơi dậy ý chí tự lực vươn lên, phát huy nội lực của phụ nữ cũng như sự chung tay góp sức của cộng đồng. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 5 xã trong tổng số 26 xã phường biên giới của tỉnh được lựa chọn thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020, trong đó có xã Nàn Sán của huyện Simacai. Hiện nay, đời sống của người dân xã biên giới Nàn Sán, huyện Simacai còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là phụ nữ. Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã hỗ trợ 10 hộ vay vốn với tổng số tiền là 100 triệu đồng để các hộ phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ làm mái ấm tình thương cho một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền là 30 triệu đồng. Nhân dịp này, chương trình đã trao 176 suất quà cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 xã Nàn Sán. Thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Sơn Tùng, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai vừa tổ chức cắm biển tuyến đường tự quản. Tuyến đường Lê Hồng Phong được Ban công tác Mặt trận khu dân cư Sơn Tùng chọn cắm biển tuyến đường tự quản có chiều dài trên 300m. Nhằm xây dựng tuyến phố văn minh, Ban công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với các đoàn thể ký cam kết với các hộ không tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân thực hiện tốt quy định về văn minh đô thị, đồng thời thường xuyên tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo, giao vặt trái phép, xóa các điểm ô nhiễm môi trường, khơi thông công rãnh, trồng, chăm sóc cây xanh, giữ gìn mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông. Hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu dân cư Sơn Tùng nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 11, các phương tiện của các tổ chức cá nhân ra vào khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành phải gửi tại điểm trông giữ ngoài cổng barrier. Thực hiện thông báo số 438 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, thông báo kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác quản lý khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số 1 và cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Ban quản lý cửa khẩu Lào Cai quy định bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2018, các phương tiện cá nhân bao gồm xe đạp điện, xe máy điện và xe ô tô con của các tổ chức cá nhân, cán bộ, chiến sĩ làm việc tại cửa khẩu có hoạt động ra vào khu vực quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành phải gửi tại điểm trông giữ phương tiện ngoài cổng barrier. Giá dịch vụ trông giữ được thực hiện theo quy định số 4819 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và niêm yết công khai tại các điểm trông giữ phương tiện. Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành có trách nhiệm hướng dẫn người điều khiển phương tiện gửi xe vào các điểm trông giữ phương tiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Thời gian qua, tại thôn Lao Trải, Tả Cổ Thàng, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, mô hình trồng rau sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đóng góp phần tăng thu nhập cho lao động nông thôn và bước đầu mang lại hiệu quả. Trên cơ sở đánh giá về lợi thế, tiềm năng khí hậu, đất đai, thay đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, năm 2018, xã Trịnh Tường triển khai vùng trồng rau an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, xã đã có 4 hectare trồng các loại rau như su hào, cải bắp, cà chua, súp lơ ở các thôn
Lao Chải, Tả Cổ Thàng, mỗi hecta cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Từ hiệu quả trong sản xuất rau an toàn, thời gian tới xã Trịnh Tường tiếp tục triển khai tại một số thôn khác có khí hậu thổ nhưỡng tương đồng nhằm mở rộng diện tích, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con nhân dân mở rộng diện tích. Và về cái vấn đề mà bao tiêu sản phẩm thì chúng tôi đã cùng với các cơ quan chuyên môn của huyện, cụ thể là phòng nông nghiệp đã phối hợp để chúng tôi đi xuống các cái đơn vị bao tiêu sản phẩm tại khu vực Hà Nội, rồi các cái siêu thị để làm sao để bao tiêu toàn bộ cái sản phẩm nông nghiệp mà về rau an toàn cũng như là rau trái vụ để cho bà con nhân dân. Mô hình trồng rau an toàn là hướng đi phù hợp với giai đoạn hiện nay bởi nó thúc đẩy sự kết nối giữa sản xuất với thị trường, từ đó mang lại lợi ích cao hơn. Tiếp theo chương trình, mục ống kính góc rộng là phản ánh của phóng viên về hướng phát triển trồng lúa giống tại huyện Bắc Hà. Gương một thủ lĩnh nông dân điển hình trong học tập và làm theo Bác ở xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát sẽ có chung mục nét đẹp cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Lùng Phình là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn, trình độ nhận thức còn những hạn chế nhất định. Đây là những thách thức lớn trong thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo của địa phương. Xác định rõ cái thực trạng này cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, tỉnh, huyện, cấp ủy chính quyền xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà đang có những bước đi phù hợp, cách làm mới nhằm đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo. Đây là những thửa ruộng của gia đình anh Ma Xeo Vư ở thôn Pả Chư Tỷ 2, xã Lùng Phình. Chân ruộng khá thuận lợi, nhưng trước kia chỉ canh tác lúa địa phương, năng suất thấp. Thu hoạch không đủ lương thực cho cả gia đình. Giờ đây, nó đã được gia đình anh sử dụng để sản xuất lúa giống theo đơn đặt hàng của một công ty chuyên cung cấp giống lúa chất lượng cao. Tham gia hợp đồng với đơn vị, gia đình anh được cung cấp giống để gieo cấy và được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là được đơn vị thu mua toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch. Chính vì vậy, mới chỉ tham gia mô hình này trong 2 năm qua, nhưng khoảng 4 sào ruộng của gia đình anh Vư đã cho giá trị kinh tế cao gấp 3 lần trước kia. Bây giờ là nó lúa này là tốt hơn và thu được cao hơn với lúa địa phương nhiều và năng suất của nó thì cũng cao hơn. Nếu mà cái lúa này mình được 3 phần thì cái ở trong địa phương được 1 phần rưỡi hoặc là 1 phần thôi. Tổng thu nhập một năm từng rơi vào từng khoảng 3-40 triệu. Như vậy, từ một hộ nghèo lâu năm ở địa phương, cùng với nỗ lực của mình, gia đình anh Ma Xeo Vư cũng đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ có thu nhập trung bình, ổn định. Tương tự gia đình anh Vư, ở các thôn bản của Lùng Phình đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình phát triển kinh tế mới, vươn lên thoát nghèo. Không những thu nhập của bà con được cải thiện, mà điều quan trọng là đang làm thay đổi nhận thức, thói quen canh tác từ tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hóa. Từ khi triển khai các mô hình này về trồng trọt chăn nuôi thì là đã thay đổi tập quán của người dân là tự cung tự cấp, mà bây giờ họ chuyển sang mục đích là làm theo cái hướng thị trường và hàng hóa và làm theo các mô hình của các công ty và các doanh nghiệp đặt hàng trên địa bàn để phát triển. Các mô hình này đã được các người dân, các hộ tham gia ủng hộ và phát triển và mở rộng một số cái diện tích như là dược liệu và cây lúa giống để tăng thu nhập cho người dân. Kết quả giảm nghèo của Lùng Phình hiện đang có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo từ 68,18% năm 2016, dự kiến hết năm 2018 còn 41,4%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 8 triệu đồng trên người trên năm. Năm 2017 đạt 10,2 triệu đồng trên người trên năm. Và năm 2018 dự kiến đạt 17 triệu đồng trên người trên năm. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo của địa phương chưa thực sự bền vững, số hộ đã thoát nghèo, nhưng mức thu nhập sát chuẩn nghèo còn lớn, vẫn còn tâm lý trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, của một bộ phận đồng bào. Sống với điều kiện khó khăn như vậy và kinh tế ở cái thực hiện thấp và dân trí nó cũng không đồng đều. Chính vì vậy thì cái giải pháp cho người dân thì người dân cũng như là chính quyền, cũng như là cấp ủy cũng rất đắn đo về cái vấn đề này. Một số cái mô hình mà nhân dân đã nhân rộng và đã thực hiện có hiệu quả, mà đến thời điểm này coi như là cái giai đoạn từ 2016 đến 2020, nhưng mà bây giờ đến 2018 thì chúng tôi đã xóa đói còn dưới 41%, như vậy là tương đối thực hiện cái giai đoạn xóa đói giảm nghèo đó. Ngoài sự nỗ lực của địa phương,
thì bà con nhân dân Lùng Phình cũng rất cần nguồn lực đầu tư của nhà nước trong phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế ở các thôn đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới, qua đó đảm bảo mục tiêu thoát nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Mường Vi, huyện Bát Sát là một trong những địa phương của huyện Bát Sát về đích nông thôn mới trong năm 2017. Thành công này, ngoài sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ, đồng thuận của người dân, còn có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là tổ chức Hội Nông dân xã, mà người đứng đầu là anh Hoàng Văn Ngọc. Với cái sự năng động, nhiệt tình và trách nhiệm, những việc làm của anh Hoàng Văn Ngọc trong thời gian qua đã góp phần làm cho phong trào nông dân trên địa bàn xã có những cái bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới. Và ngay sau đây thì phóng sự này chúng tôi muốn khắc họa thêm về cái chân dung người thủ lĩnh này. Mường Vi hôm nay, sự đổi thay không chỉ là những con đường bê tông trải dài, những nếp nhà kiên cố sạch đẹp, những cánh đồng lúa đặc sản, mà còn là những đổi thay trong suy nghĩ, trong cách làm của bà con nhân dân. Điều này đến từ những chủ trương đúng và trúng của Đảng, của Nhà nước, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trên cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Vi, anh Hoàng Văn Ngọc đã tập trung hướng về cơ sở để bắt tay chỉ việc cho hội viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân. Đến nay, Hội Nông dân xã Mường Vi có 7 chi hội với 889 hội viên. Trên cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã, anh Ngọc luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào do hội các cấp phát động, góp phần giúp cho nông dân tự vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất thửa ruộng của mình. Hàng tuần tôi phải vào thực tế để kiểm tra các cái mô hình ở trong thôn bản, chỉ đạo gió về cái việc vệ sinh đường làng ngõ xóm và làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Thì ngay trong cuối năm 2017 thì xã Mường Vi đã đạt nông thôn mới. Được sự vận động, tuyên truyền, hướng dẫn của Chủ tịch Hội Nông dân Hoàng Văn Ngọc, tất cả diện tích lúa trước đây năng suất thấp, giá trị kinh tế không cao đã được gia đình chị Lù Thị Xeo chuyển sang trồng giống lúa đặc sản Xén Cù. Vụ này gia đình chị Xeo cũng thu được hơn 4 tấn thóc, sau khi trừ đi chi phí cũng thu về khoảng 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, dưới sự tư vấn, hướng dẫn của Hội Nông dân xã, chị còn xây dựng chuồng trại nuôi trâu và nuôi ngựa sinh sản. Tổng thu nhập mỗi năm của gia đình chị cũng đạt trên 100 triệu đồng, đủ để lo cho cuộc sống gia đình và cho con cái ăn học. Giờ có giống lúa Xén Cù này thì được canh tác, bây giờ có vòi, xong là mình làm canh tác ruộng, làm tem ruộng, san ruộng làm tem thì bây giờ thì cũng nói chung là cho con ăn học thì cũng không lo mấy. Cũng như chị Xeo, gia đình bà Trần Thị Dung trước đây kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, công việc đồng áng bận rộn, gia súc, gia cầm đều được thả rông. Việc vệ sinh nhà cửa rồi chuồng trại chưa được chú trọng nên đàn gia súc gia cầm hay bị bệnh, năng suất không cao. Vậy nhưng được sự tuyên truyền, vận động của Chủ tịch Hội Nông dân, đến nay mặc dù chăn nuôi một đàn lợn gần 20 con, cùng đàn gà, đàn vịt hàng trăm con, cùng với hai con ngựa, nhưng với việc vệ sinh thường xuyên cùng hệ thống hầm bioga đã giúp chuồng trại của nhà bà Dung luôn sạch sẽ, giảm dịch bệnh cho vật nuôi, cuộc sống gia đình cũng ngày một khá lên. Đồng chí Ngọc đã tuyên truyền về cái mô hình chăn nuôi này, vườn ao chuồng này thì đấy, lúa thì là phải giữ vệ sinh chuồng trại là sạch sẽ này. Thế là thì chăn nuôi thì phải phòng bệnh thú y, cái công tác phòng bệnh là phải phòng bệnh tốt để cho đàn gia súc gia cầm là không mắc phải bệnh. Có thể nói những việc làm của anh Hoàng Văn Ngọc trong thời gian qua đã góp phần làm cho phong trào nông dân trên địa bàn xã có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới. Đối với đồng chí Hoàng Văn Ngọc ấy, tuổi trẻ, năng động, sáng tạo, thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, cho chính quyền địa phương, nhất là lĩnh vực về phát triển kinh tế hộ gia đình trong cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ấy, đồng chí cũng đã tham mưu cùng với các ngành tuyên truyền vận động nhân dân làm chuồng trại hợp vệ sinh, rồi thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Tin rằng với tinh thần trách nhiệm của mình cùng với sự tin tưởng của bà con nông dân, người thủ lĩnh nông dân Hoàng Văn Ngọc sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với nông dân Mường Vi làm giàu từ chính đồng đất quê hương.
Tấm gương về nông dân Hoàng Văn Ngọc, một điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã khép lại chương trình Lào Cai ngày mới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. We'll be right back.